Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Gala TV. Thì như các bạn có thể nhìn thấy như tiêu đề thì trong video ngày hôm nay Gà sẽ chia sẻ lại một cái chủ đề mà cách đây tầm 2-3 năm Gà đã từng chia sẻ trên channel của Gà rồi. Thì đó chính là chủ đề về kem trộn. Thì đây là một cái chủ đề mà nói chung là Gà đã có những cái trải nghiệm rất là sâu sắc của nó. Thì những trải nghiệm sâu sắc của Gà, Gà sẽ để link để các bạn có thể xem lại nếu mà các bạn hứng thú nha. Tuy nhiên là trong video ngày hôm nay Gà sẽ chỉ tập trung nói về chặng đường 6 năm Gà đã làm như thế nào để cải thiện làn da sau thảm họa kem trộn. Trước hết thì ở đây để ôn lại quá khứ một tí thì Gà có hai hũ kem trộn từ cái thời rất là original. Thì Gà vừa mới mở cái hộp ra thì các bạn biết không, kem trộn nó có một cái mùi rất là signature luôn á, có nghĩa là các bạn chỉ cần hửi thôi là bao nhiêu ký ức tuổi thơ của bạn cũng tràn về luôn á. Đây là cái mùi nước hoa, nó hơi rẻ tiền một chút xíu. Và bây giờ Gà sẽ đưa các bạn tới gần để thấy chất kem nha. Đó, các bạn có thấy chất kem không? Đây là một cái chất kem rất là đặc. Thì như Gà đã nói thì đây là kem trộn của cái thời mà gọi là original, các bạn hiểu không? Cái kem trộn của cái thời mà nó nguyên bản nhất, nó sơ khai nhất, nó sơ đẳng nhất, nó chưa tới cái mức kem trộn bây giờ. Thì Gà thấy là kem trộn bây giờ thì nó đã update rồi, dạng tinh chất rồi, dạng lỏng, dạng essence, nói chung là nó có cả dạng kem lỏng lỏng á, chứ nó không còn cái dạng mà kiểu kem đặc quét như vậy nữa rồi, các bạn có thấy không? Lúc mà Gà thử lên tay này. Ôi trời ơi. Trời ơi, ghê chưa? Ghê 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 chưa? Ghê chưa? Ghê chưa? Cảm giác nó như lần đầu sử dụng luôn các bạn. Và cái mùi thì cái mùi nước hoa rẻ tiền á các bạn biết không? Chính xác đây là cái mùi nước hoa rẻ tiền luôn. Mình sẽ bôi cho các bạn xem. Đây. Thì cái vùng mà Gà bôi kem trộn á, các bạn có thể thấy là nó trắng lên một cách lóng lánh hơn so với cái vùng da còn lại. Và chất kem của nó thì kiểu rít rít bết bết đó. Nói chung là sau khi bôi cái kem này lên da thì Gà cảm thấy là bao nhiêu ký ức tuổi thơ Gà kiểu nó quay về cùng một lúc đó, các bạn hiểu không? Và bên này thì Gà cũng có một hũ nữa. Thì mặc dù hai cái kem này đến từ hai hãng khác nhau, tuy nhiên là lúc mà bôi lên da thì cảm giác của nó không khác nhau là bao, tại vì nó là kem trộn mà, thì nó có nhiều công thức để trộn, tuy nhiên là kết cấu của nó ra thì cũng sẽ giống vậy thôi. Hai bên y chang nhau, hai mùi y chang nhau luôn á, làm sao nó có thể làm giống nhau tới cả cái mùi ta. Ôi mẹ ơi. Nói chung là đây là một cái mùi rất là toxic, và mỗi lần Gà nghe thì Gà nhức đầu kinh khủng. Tại cứ mỗi lần Gà nghe cái mùi này là Gà nhớ cái thời mà Gà sử dụng kem trộn xong da Gà mặt Gà bị tàn phá, các bạn biết không? Ok, và đặc điểm của hai loại kem trộn này là gì? Thì nó đều cam kết là sẽ giúp cho da chúng ta trắng lên trong vòng chỉ có 7 ngày thôi. 7 ngày. Thì cái khoảng thời gian này là một cái khoảng thời gian vừa đủ thì nó có thể lột da của mình, cái chất kem nó thấm xong nó tạo một cái lớp kiểu màng trắng trắng trên mặt đó, các bạn biết không? Rồi sau đó thì nhìn da của mình sẽ rất là bợt và rất là giả. Thì đúng rồi, cái quá trình đó thì nó chỉ cần 7 ngày thôi chứ không cần dưỡng, không thật ra thì nó có dưỡng gì đâu, nó chỉ bào mòn da xong rồi nó in cái màu của kem nó lên da mình thôi mà. Thì Gà thấy 7 ngày nó có khi còn dài á. Thì nói sơ qua lại một lần nữa thì cách đây 6 năm Gà đã từng sử dụng kem trộn, và Gà sử dụng rất là nhiều loại kem trộn luôn. Và sau cái khoảng thời gian tầm 1 đến 2 năm sử dụng kem trộn đó thì các bạn có thể dự đoán được kết quả đúng không? Thì da của Gà rất là tè le luôn. Gà sẽ để ở trên màn hình một vài cái ảnh mà lúc mà da của Gà bị mụn rồi bị phá như thế nào để các bạn hình dung ha. Thì bây giờ như các bạn có thể thấy thì hiện tại da của Gà đã rất là ổn rồi nè, đã đều màu rồi, xong cũng cũng đỡ 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 hơn nhiều so với hồi xưa rồi. Lỗ chân lông mặc dù nó vẫn còn to, tuy nhiên là nó đã được cải thiện khoảng 7 đến 80% so với cái thời Gà sử dụng kem trộn. Cái thời đó là lỗ chân lông trên mặt Gà một đống luôn á. Làm thế nào để mình có thể phục hồi da sau khi sử dụng kem trộn? Thì cái bước quan trọng đầu tiên đó chính là các bạn phải ngưng sử dụng kem trộn đi đã. Tại vì nếu mà các bạn càng tiếp tục sử dụng bao nhiêu, các bạn càng thấy da mình xấu mà các bạn càng muốn bôi để da mình đẹp lên, thì da chỉ càng ngày càng mòn và càng ngày càng bị tổn thương thôi. Rồi cái step thứ hai là nếu mà tình trạng các bạn da bị nổi mụn và trong tình trạng là mụn mủ, mụn nặng rồi đó, thì các bạn nên đi khám bác sĩ. Tại vì thật sự là trong những cái trường hợp đó thì chỉ có bác sĩ da liễu này hoặc những trung tâm spa mà uy tín mới có thể giúp các bạn thôi. Và cái bước thứ ba là các bạn phải tập trung vào dưỡng da theo đúng cái quy trình căn bản đó, các bạn hiểu không? Thì bây giờ thì cũng không có giống như hồi xưa nữa. Mình chỉ cần lên YouTube nè, mình gõ là các bước dưỡng da cơ bản nè, chăm sóc da basic dành cho người mới bắt đầu nè, thì chúng ta đã có hằng hà sa số rất là nhiều kết quả rồi đúng không? Tuy nhiên là để lưu ý với các bạn về cái quá trình mà để cho da của mình phục hồi sau khi sử dụng kem trộn á, thì Gà
rất là khuyên các bạn chỉ sử dụng những cái sản phẩm mà nó rất lành tính và nó chỉ có chức năng là dưỡng ẩm cho da thôi, chức năng dưỡng ẩm và phục hồi da thôi. Các bạn đừng quá tập trung vào làm trắng trong cái thời gian này, tại vì nếu mà các bạn tập trung vào làm trắng á thì các bạn sẽ tìm đến những cái sản phẩm như là nó BHA này, AHA này hoặc là vitamin C. Thì cả ba cái chất này nó đều sẽ có một tí xíu gì đó sẽ gây kích ứng cho da, tại vì căn bản là nếu trong quá trình mà da mình nhạy cảm á, mà các bạn càng đắp BHA, AHA lên á thì nó sẽ càng đẩy mụn lên thêm và nó sẽ càng làm cho cái bề mặt da của mình bị mỏng đi á, tại vì sau quá trình mình sử dụng kem chuột là da của mình đã mỏng đi tương đối rồi và chúng ta không có muốn làm cho da mình càng ngày càng mỏng, đúng không? Và cái lưu ý thứ tư á mà Gà muốn chia sẻ với các bạn là các bạn bắt buộc phải sử dụng kem chống nắng và sản phẩm tẩy trang, tại vì trong cái quá trình sau khi mà sử dụng kem trộn xong thì da của mình như Gà đã nói là nó rất là mỏng. Thì để mà bảo vệ da của mình lúc mà mình ra đường nè, mình tiếp xúc ánh nắng mặt trời á, thì mình bắt buộc phải sử dụng kem chống nắng. Thì cái thành phần của kem chống nắng á, ngoài cái khả năng mà bảo vệ da từ tác động của ánh nắng mặt trời á, thì bây giờ cũng có một số loại kem chống nắng để giúp chúng ta giảm thiểu cái mức độ ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường á. Ví dụ như là kem chống nắng Clarins mà hồi xưa Gà sử dụng, thì cái loại kem chống nắng đó có tác dụng rất tốt trong việc giảm thiểu ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường đến da của chúng ta. Thì bắt buộc các bạn phải sử dụng kem chống nắng. Và khi mà các bạn đã sử dụng kem chống nắng rồi thì bắt buộc các bạn phải sử dụng sản phẩm tẩy trang. Tại vì á, Gà đã nói rất nhiều lần rồi, khi mà mình có bôi sản phẩm tẩy trang, khi mà mình có bôi kem chống nắng lúc mà mình ra đường á, thì thứ nhất là bụi sẽ dễ bám lên bề mặt của chúng ta hơn. Tại vì lúc đó thì trên một cái bề mặt mà nó có chất dính á, thì khi mà bụi tạt ngang qua thì nó sẽ đọng lại nhiều hơn so với một cái bề mặt phẳng, đúng không? Và ngoài ra thì trong kem chống nắng có những cái thành phần như là zinc dioxide hoặc là titanium dioxide đó, thì hai cái thành phần đó thì nó có tác dụng, thường là trong các kem chống nắng mà vật lý đó, thì nó sẽ có những cái chất đó. Thì đó là những cái chất thật sự rất khó để mà chúng ta có thể rửa đi bằng nước bình thường được, mà bắt buộc phải sử dụng tẩy trang. Và thêm một lưu ý nữa là trong cái khoảng thời gian này á, thì càng nghĩ là da của chúng ta đang khá là nhạy cảm, nên các bạn có thể tránh việc sử dụng những cái thành phần tẩy trang mà có mineral oil hoặc là dầu. Chúng ta có thể sử dụng những cái chai nước tẩy trang mà nó nhẹ nhẹ thôi, ví dụ như là của Simple nè hoặc là của La Roche-Posay, thì Gà cảm thấy là rất là hợp. Thì nói chung là đó là bốn bước cơ bản mà Gà cảm thấy là các bạn nên làm nếu mà các bạn đã lỡ dính vào kem trộn rồi. Và thật sự là nếu mà các bạn vẫn đang đam mê với cái loại kem trộn này á, các bạn cảm thấy là sử dụng nó khiến cho da mình căng hơn, đẹp hơn, trắng hơn, thì thật sự là nó không có phải là một tác dụng như vậy đâu, mà nó chỉ đang phá hoại da của các bạn rất nhanh thôi. Có thể là bây giờ các bạn đang thấy da các bạn đẹp, nhưng có thể là chỉ vài chục ngày sau hoặc là vài tháng sau là các bạn có thể thấy da các bạn nát bét rồi. Nên nếu mà các bạn đang sử dụng kem trộn, các bạn phải dừng lại ngay lập tức. Thì như Ngài đã nói thì hiện tại kem trộn thì nó cũng update lên rất là nhiều rồi. Hai cái loại mà Ngài có trong video ngày hôm nay á, cái dạng mà kem mà đặc quánh vậy nè, thì nó là đã từ cái thời mà kiểu Napoleon mà các bạn hiểu không? Lát nữa thì Ngài sẽ đi rửa tay liền, nên các bạn không còn phải lo lắm về cái da tay của Ngài đâu. Nói chung là đây là cái loại kem trộn mà nó nguyên bản, mà nó từ cái thời đầu tiên luôn. Trời, cái mùi ám ảnh luôn á. Tuy nhiên là hiện tại thì họ cũng đã update cái khả năng trộn kem của họ rồi. Thì bây giờ nó sẽ có ở những cái dạng ví dụ như là tinh chất essence nè, rồi kiểu kem lỏng nè, hoặc là serum nè. Thì chỉ cần trong những cái sản phẩm dưỡng da đó mà nó có chứa corticoid, là cái chất mà để bào da đó, thì là căn bản thì nó cũng đã giống với kem trộn rồi. Mặc dù mình không có dùng cái từ kem trộn nguyên sơ để gọi nó nữa, tuy nhiên là nó cũng rất là hại cho da. Vì vậy nếu mà các bạn nhìn thấy những cái sản phẩm á, đây là kinh nghiệm của Gà thôi nha, mà nó có cái đầu giống như là kiểu kem face, kem body, kem cái dạng đó các bạn, kem face, kem body á, thì các bạn hãy có thể là tránh nó ra một chút xíu. Tại vì hiện tại trên thị trường có hằng hà sa số rất là nhiều các hãng mỹ phẩm dưỡng da khác, từ Hàn Quốc nè, Việt Nam thậm chí cũng có nữa, rồi từ Mỹ, nói chung là rất là nhiều brand trên thế giới, mà tại sao chúng ta không chọn, đúng không? Đó là những cái công ty mà họ đã có nghiên cứu rồi, họ đã có quá trình thử nghiệm sản phẩm rồi, và họ được chứng thực an toàn rồi, thì tại sao chúng ta không thử mà chúng ta cứ phải mua online những cái kiểu kem hot girl rồi xong hay chụp hình kiểu vậy nè. Đó, các bạn có hình dung không? Vậy nè, kiểu trắng là trắng xong rồi đó. Thì nói chung là
Nghe cảm thấy là chúng ta thật sự nên thông thái khi mà chọn những sản phẩm liên quan tới dưỡng da. Tại vì ngoài cái vấn đề thẩm mỹ ra thì kem trộn nó còn có khả năng gây ung thư da nữa. Bởi vì khi mà da của mình nó đã quá mỏng rồi thì tia tử ngoại rất là dễ xâm nhập vào. Ok, video ngày hôm nay là chị chia sẻ đến đây thôi. Bye bye các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Nếu các bạn thích thì nhớ like và subscribe cho Gali TV nha. Bye bye, yêu thương.